tắt vô chưa? À, chị chào, chưa bấm chưa nè. Lớp sao anh vào, đấy, đã cho nốt rồi, rồi ok. Được bấm cái đi mới vào. Ok, mình quên. Đấy. Đầu này anh này vẫn phải mua gạch kim à? Anh không cần kim thế. À, mua cây chỗ gáp này. Cái dây cũng sửa mất rồi. Mất kia một mất cho hết. Anh mua cây gần như mới tính cho 1%. Máu nó. Chỗ gáp. Cái này hộp là ngoài trời 2 năm. Nếu mà không là hỏng. Mày còn mua gì anh? Muốn cho chết rồi. Cái này bây giờ đấy, cái hàng Trung Quốc nó bán có 270. Đấy hôm mà gửi về cái đầu kia đấy 270 gọi là cả shipper lắm, chỉ có 300. Nếu là ông phải mở qua cái lén đó. Thêm một thanh nữa. Cho tiếng to lên tí nha. Loa ở đâu? Hả? Loa ở đâu? Ê. Bảo loa đan mạch với này tiến sĩ gì ở đâu? Nghe anh Đức, đan mạch ở nhà. Chưa đây chửi dưới nhà rồi. Thôi, để cho hai ông mình. Đúng rồi, chơi thoải mái.